con. Nếu mà đây không được thế thì phải dắt cặp móng tay như con mới được rồi, móng tay con dài quá. Móng tay con ha. Vậy quẹo đi, đưa chị hai mượn đi. Cái này là nó đi bỏ hoài, không có dám về mang đi. Nó quá xa một chứ không hả? Nó bệnh nặng lắm rồi, nặng lắm rồi. Bỏ hổng thì tao có nói rồi. Nó không hỏi cho chị hai trái rồi. Đúng rồi. Mầm vậy nó cũng lâu à. Đáng đó. Như là không có gì, nhập đi, nhập đi, nhập lại đi. Tiền ăn uống không mà gì đó ha. Bệnh này tiền thuốc thì đâu tốn đâu không Tám? Tiền thuốc thì không có ba của anh Hồng đâu. Nhưng mà cũng có tiền ăn là có hèn hồn hơn đấy. Đúng rồi, đúng rồi. Còn anh nói đúng rồi, tiền ăn tiền uống mà. Có ăn chấm ngày 200, 200 mấy, 300, có 300 mấy một ngày. Có tao ở dưới là 200 à. Chưa à, chi? Chồng có giảm nhiều này, ai có chuyện nhà? Bọn tôi nói rồi, tôi bên ngoài nuôi đi, không ai nuôi chứ? Ba ba anh Hồng đâu? Đâu mà gặp ông Năm mà nói ông Năm hỏi cho ông chưa nuôi không? Ông à, đâu có biết gì đâu nuôi. Ví dụ như ta hỏi cho uống thuốc gì, thuốc gì, ông có biết được cho thuốc uống, cho uống đâu mà người ta đâu có nhau. Nó được được. Bên con nói gì cũng có. Cô kia kìa, có lần rồi cô cũng có nói. Cô nói nghe anh Hồng, nghe nói chị Ánh cho anh Hồng đi trị bệnh. Đó, chị cổ mới nói ha, nếu mà anh được, có người đi nuôi gia đình á, đi nuôi anh Hồng á, vô nhập viện như cái hèn như trước á, vô nhập viện đàng hoàng. Rồi điều trị về tới cái ngày xuất viện á. Vì cổ mà không có cho nhiều ít gì, chị cổ mới cho 4 triệu vô nhập viện nằm trong đó ăn coi trị bệnh cho anh Hồng. Nhưng mà chưa có thấy ai đi nuôi hết á, nữ rồi ta chưa có gửi. Đi đấy gặp Khánh hay? Người ta nói là nào mà trong gia đình nó có cha hay chị gì á hay ai á gì đi nuôi á. Đi dẫn anh Hồng đi vô trong bệnh viện Tâm Thần điều trị á thì ta mới gửi cho. Còn người ta nói rõ luôn là nếu mà gửi cho thì nó gì thì ảnh không đi chơi, không ai dẫn nó đi bệnh thì sạc hết thì nó không biết lắm. Bây giờ nói với ta, bây giờ ta nuôi con ảnh đó, bây giờ ối nuôi Hồng đó, bây giờ nó dẫn ăn dẫn Hiền theo. Chứ giờ ổng ở nhà ổng thì ổng nuôi con Hiền rồi, nuôi cô Beo rồi. Thì tao phải dẫn Hiền theo chứ đâu có để Hiền nhà được. Giờ 8 giờ kiếm tính thì sao đi chứ tắm rồi lớp nuôi anh rồi lớp thêm nuôi bé Hiền nữa sao mà 8 triệu nổi. À 400-500 ngàn chừng ăn đó thì ta rồi tính đi mỗi tháng ra nhiều rồi. Hai người. Coi bên chị, coi bên... Ai đâu mà nuôi, em hỏi tôi nói rồi, nó bên ngoài đâu có ai nuôi đâu. À chứ cái 8 thì 8 gặp chị Ánh này nói chị Ánh nói cậu Năm ổng chịu nuôi anh Hồng không? Nhưng mà ổng không biết được cho thuốc, không biết được cho thuốc. Nuôi chị ra bàn coi thử đi làm sao. Chiều đó coi anh có đi lấy số gì gặp chị thì kêu chị vô coi cho chị Tám cái chuyện hỏi thử coi. Chứ như Tám chính là vừa chị bệnh Hồng nè. Rồi dẫn cái hiền theo một ngày 400 ngàn chị không có nổi đâu. Thì Tám nói vậy á. Chứ không lẽ để
để Thiện ở nhà. Rồi này nữa chi, này Thiện nhà đã chồng rồi. Rồi vậy ai biết là 18 thì bàn bạc với Dương 8 rồi chứ cậu 5 rồi tỷ gì chứ. Chứ mà tính ra giờ phí nặng lắm. Mình đang trong hoàn cảnh mình đang túng thiếu mà. Nhiều. Con ngày nào làm gì, bán số ngày nào em bán ngày nào đủ cho con cái này mấy cái viên này là đâu nó nói gì tám tính tỷ tính tính non tỷ đi kiếm chỗ hỏi tiền không kịp luôn đó. Đúng Hoàng Anh nói đúng đó tám ơi, tính kỹ đi. Lúc trước đó mình lên cái hèm xuống dưới mà tiền còn vô không nổi đó. Chuyện luôn á. Chứ bà với gì đó mà lúc em từ từ thôi đem nút ra nút thôi đó mà có hỏi đó. Vừa nuôi hồng mà vừa giữ cái hèm. Cần quá cả nhà ơi, bây giờ là thêm phát sinh là anh Hồng cháu của dì Tám bây giờ cũng bệnh nặng lên nữa cả nhà ơi. Khỏe
Hồng lúc trước mà nghe nói là cũng bỏ nhà đi hết thời gian đó, thì cũng nhờ cô chú anh chị trên cộng đồng mạng ta tìm giúp giùm á. Như ngồi đàng hoàng đây. Bảo hiểm đó là nó cấp luôn à, nếu không có vô mình xin cấp luôn à. Tại vì mấy người bệnh đó là nó đâu có cần phải mua. Lên trên cái gì đó. Lại xã phường mình là cấp luôn à. Báo là cấp luôn. Ơi, về tính cho kỹ đi cái gì con số cho. Cô Bé ơi. Cô Bé gần ngước lên nhìn cho cô Bé. Hỏi gì tám. Cô Bé đi kiếm nhớ nữa. Con không đưa cho miệng em. Kéo áo xuống. Mở lên cái này đó. Nghe nó giật nhìn. Thêm một người đó. Cũng khổ con thì đi đứng không được, đi đứng được con giữ cô Bé cho tám đi cũng được. Lấy quay mai con đưa cho hai đứa nhỏ này đi học rồi. Đưa gước tối ngày nữa. Tụ trường chưa? Với này tụ trường chưa? Đúng rồi, mai tụ trường nha. Sớm hơn ở Long Xuyên ta. Mai nhỏ này nó lấy rồi hai, hình như là bữa hai mấy là nó lớp 1 năm nay là nó vô sớm hơn mấy lớp kia. Tại nó bệnh dịch nó nghỉ cả năm đó, rồi giờ nó cho vô nó học lớp 1 sớm. Tới nhỏ này là lớp 1 đi, đưa rước ngày 2 buổi. Thì tới hôm nay này con đưa đi học để môn giáo rồi. Giờ của Hoàng Anh, cô chú anh chị. Mình chào bé. Hoàng Anh trời cho con hai đứa con cũng ngộ lắm nha, cô chú anh chị. Con nhỏ lớn nó đậm, nhỏ lớn, nhỏ này nó quậy lắm. Quậy lắm nè, nhỏ này nè. Cô nghe thương không cả nhà? Còn giờ tay con chào ông bà đi, cho ông bà nghe cho chúng ta. Cái hơi gió nó đụng vô cũng mới máy, tạm lần luôn. Chưa kịp chào tất cả. Con nhìn vô máy kìa, con giơ tay chào ông bà đi. Chào ông bà cô chú anh chị đi con. Ừ. Gái lớn của Hoàng Anh với... Đây là gái thứ ba của Hoàng Anh cả nhà. Giờ thì bây giờ Thanh Liêm cũng tạm dừng video tại đây nghe cô chú anh chị. Thanh Liêm xin chúc cô chú anh chị một ngày mới nhiều niềm vui, tràn đầy hạnh phúc ạ. Xin chào và hẹn gặp lại ạ.